Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Sáng ngày 9 tháng 5, đồng chí Quảng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Trường Ngân, thành phố Sơn La. Dự hội nghị có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các phòng ban chuyên môn của thành phố, cấp ủy chính quyền và cử tri xã Trường Ngân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã thông tin tới cử tri kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữa hai kỳ họp của Quốc hội, thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cử tri xã Trình Ngân kiến nghị cần có quy định về chế độ kiêm nhiệm đối với công chức cấp xã đảm nhận hai vị trí trở lên, xem xét phương án thường xuyên luân chuyển công tác cán bộ từ tỉnh, huyện về xã phường thị trấn ở tất cả các vị trí, kể cả cán bộ chủ chốt và các vị trí chuyên môn và ngược lại quy định tăng số lượng cán bộ không chuyên trách cấp bản tiểu khu hoặc có hướng dẫn khác để đáp ứng nhiệm vụ phù hợp với thực tế từng vùng miền. Cử tri xã Trường Ngân cũng kiến nghị nâng mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ cấp phó đoàn thể, cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thôn bản, nâng mức trợ cấp với người có công, người già trên 80 tuổi và các đối tượng chính sách khác. Về lĩnh vực đất đai, cử tri xã Trường Ngân kiến nghị cần có quy định về cấp tạm thời đất ở cho cá nhân hộ gia đình nằm trong vùng quy hoạch chung mà không có nơi ở khác. Xem xét điều chỉnh bản đồ địa giới hành chính giữa xã Trì Ngần với xã Mường Bàng huyện Mai Sơn. Đồng thời sớm triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 118 qua địa bàn xã từ bản Híp đến bản Ca Láp, đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Cử tri xã Trình Ngân cũng đề nghị tỉnh cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất có nguồn gốc đất lúa mà không thể khôi phục trồng lúa sau khi hoàn thành triển khai hạ tầng đô thị, kiến nghị xây dựng trụ sở làm việc mới cho khối đoàn thể của xã tại hội nghị, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và lãnh đạo thành phố đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Nhân dịp này, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã trao tặng quà cho các gia đình người có công và đối tượng chính sách trên địa bàn xã Trị Ngần.